Ta cho em chơi với hai chị em cùng chơi. Ừ con sao rồi đúng rồi. Ủa? Đi ba mua về tí bỏ vô bồn tắm cho chơi nha. Cho em chơi với. Mỗi đứa chơi một cái đi. Cho em chơi nữa. Của cô mà, của cô cho mượn mà, đâu phải của mình đâu. Thì cho em chơi với chứ. Đúng không? Nè nó xe còn 157.000 nữa. Ok. Với cô nó 225. Ừ. Rồi con chơi đi, con chơi đi. Ừ. Đó, đâu mua ra mua có gì trong đó đâu, mở ra xem coi. À, đổ nước vô đó hả, cho nước chảy hả? Đâu có những cái gì đâu sao đâu. Cho ba xem ngôi sao coi. Sao? Rồi cái này phải ngôi sao không? Cái này nè phải ngôi sao không? Cái đó phải ngôi sao không? Không. Phải ngôi sao mà. Vali hả? Vali của ai á? Kéo vali đi đâu á? Kéo đò ba hả? Ờ để ba bế nhá. Rồi, ra phải để nó nằm nghiêng xuống mới kéo được. Đây ba chỉ cho nè. Để nó nằm nghiêng như này đó, rồi có bánh xe kéo đi mới dễ. Thấy chưa? Rồi kéo đi đi. Đó, thấy chưa? Ra đi trước đi rồi vali nằm đằng sau, rồi ba chỉ cho. Rồi đó, kéo đi đi. Rồi nó đứng vậy khó kéo lắm, để nó nằm xuống nè, nghiêng vậy, bỏ tay ra. Nhưng mà ra kéo sai rồi thì sẽ không có đi được. Chơi cái đó không? Không, thích thì để vô cho người ta, của người ta mà. Rồi đi. Có mua vali không? Không. Có mua vali này không? Mà. Sao? Tối nay anh sao? Tối nay anh hết bát cơm anh đi mua nha. Ok không? Mở cái này hả? Mở này làm gì? Anh hết bát cơm thì tao ngày mai. Nè đó, rồi chơi đi. Nhưng mà tối nay ăn cơm không? Tối nay con ăn cơm không? Bát cơm mày mua chỗ này cho. Ok không? Sao vậy? À đây đi số. Sao dài nhau? Mở làm gì? Mở ơi, mở đi về nhà ba mở đi, ba mua đi rồi về nhà mở đi, nhanh lên. Về nhà mở cho bồn tắm chơi hai đứa chơi nhanh lên đi. Đi. Thôi đi. Đi đâu á? Cây đi đâu cầm cái cây đi đâu á? Trời đẹp quá vậy, cái cây gì đẹp quá vậy? Trời ơi, cái cây đẹp quá vậy hả?